Xin chào tất cả các bạn nha, mình là Trần Bạn Giang. Thì các bạn hôm nay mình tiến hành mình dỡ cái phần nóc này. Thì đây là mấy tấm bảng mà mình làm lúc trước các bạn làm để mà cho nó mấy cái dòng điện của hãng Yamaha nè, với hãng Su á, thì những cái dòng này nè các bạn ít có làm á. Ít có làm cho nên các bạn không nhớ màu dây thì các bạn làm những cái bảng này ha. Còn mình lắp á, làm cho nó đẹp. Còn này lúc trước thì mình làm đơn giản, khi mà về đẳng thì mình sẽ làm cho nó đẹp cơ các bạn. Để mình nhìn vô là mình sẽ biết nha. Đâu rồi, cái sắt ở đâu rồi, đưa đây luôn ơi. Chưa. Lắc nó ra ha, lắc nó ra mà. Mấy này nè các bạn in ra ha. Mình in ra trên tấm giấy hoặc là in như cái này nè. Mình cắt mình để vô cái khuôn, các bạn nhìn như các bạn là in như cái hàng nhìn rất là đẹp luôn ha. Đó, tại vì những cái dòng điện Yamaha cái Su á là các bạn ít làm cho nên các bạn không, cho nên ít nhớ màu dây lắm. Các bạn làm như vậy nè thì khi xe vô các bạn nhìn, các bạn nhìn vô là mình sẽ thấy màu dây nè, ví dụ như là cộng dây kích nè, ký hiệu của nó nè, ký hiệu của nó là xanh trắng, chứ trắng sọc xanh thì mình ghi đây nè. Đó, thì ghi đây ha, thì các bạn nhìn vô rất là dễ hiểu. Sẽ quay kỹ cho các bạn xem, các bạn có thể sau này có thể in và tự mình in ra một miếng giấy luôn ha, vẫn được. Đó, mình quay kỹ cho các bạn xem ha. Đó, mình quay ra một lần nữa cho các bạn xem kỹ. Thì các bạn biết mỗi lần mà giờ tại vì ốc với cả cái đồ ốc rất là nhiều, các bạn vừa mình rất là kỹ luôn ha, gom nghĩ luôn rồi ha. Còn nhóc của tôi nè, nó này không có nào lắm hết, thì lấy được nhiều lấy thôi chứ sao vậy. Ốc mà nhóc của dân luôn, mấy cái đồ mà có nhiều cái mình lựa mình bán hết đó, một xe tải vậy đó, bán không được xe tải vậy đó. Mà lựa một phần nào thôi, có những cái đồ nào ngoài xài được các bạn thì cũng đẩy đi hết luôn, chứ ý là dưỡng là nhiều lắm á, nhưng mà cũng đẩy hết một phần luôn, chứ dưỡng là rất là nhiều luôn á, tại vì không có thời gian để mà lựa ra được. Thì các bạn nào mà lấy nhớ cái chồng phân phối á, thì Tết đều có khuyến mãi cho nha. Nếu mà các bạn lấy lẻ là không có khuyến mãi rồi. Ví dụ như đây là công ty Nhớt nè, công ty Nhớt khuyến mãi mùa xuân năm 2023 nè. Thì các bạn lấy thì nó sẽ cho mình, thấy không? Bao nhiêu Nhớt thì Nhớt có tặng bia, nó sẽ tặng bia cho các bạn chứ nè. Nó còn các bạn lấy cửa hàng là không bao giờ có, nó cắt cái chồng lấy cái phần đó cho các bạn. Thấy không? Tết là nó sẽ có chương trình tặng bia nè mình nè. Nó sẽ gỡ cái hóa đơn xuống cho mình. Nhớt nè, thì công ty Nhớt tặng cái bảng này các bạn. Nếu mà cái bảng này các bạn xuất tiền ra làm thì tấm bảng này làm tầm có khoảng là 5 triệu chứ không ít đâu, 4-5 triệu. Phải không? Thì người ta cho mình á là cho làng là đồ xịn thôi mà, chứ không có đồ lô ha. Bạn thấy tấm bảng này xài cái nào mà hơn đó. Nó chỉ chóc ở bên ngoài thôi. Thiết này lúc trước mua thiết mắc tiền không à.
cây cắt không gọi là bỏ luôn, cái ba cây xài dở rồi xài nó được đâu. Bây giờ tao cắt nhà sắt ra ngoài đâu, cắt nhà cây thiệt, cắt sắt xong nó vòng gì không xài dở ra vẫn xài bình thường mà. Thôi các bạn, mình là Trần Bạn Giang ha, video của mình đã kết thúc, các bạn xem video của mình thấy ok thì nhấn một like và đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn.